Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Bởi Kinh TV các bạn. Hôm nay gà đám mới của Minh Phước mình các bạn tiếp tục chia sẻ thăm cái vườn ớt của mình các bạn. Bữa nay được 2 tháng giữ rồi Sáng tháng dữ thiếu các ngày bạn. Thì có chín là gai à, bẻ bữa nó bé bé bông được mấy ký hả? 4 ký hả? bẻ qua được qua 40 ký. Nhận qua hả? Gì có bé ngày qua hả? Kêu bé điện mình, bé điện trực Hôm trước thì bẻ được 14 ký để bông phải không? Bé bông thì ngày qua mới bẻ được 40 hả? Qua bẻ được 40, tính ngày nay mới bẻ nè, mà thấy ngày qua chín chín thâu bẻ luôn, Kêu bé điện mình vô bẻ tặng ngày nay vô nước luôn. khéo chạy quá thì mới bẻ được 40 ký các bạn. Bữa nó bẻ cứ sao rồi hả vô? Ngày qua bán được nhiêu? Có 41.000 đó. 41.000 hả? Ngày qua có 41.000 mà. Là bữa nay là ngày ngày mấy tây ta? Bữa nay 27 tháng 12 các bạn. Ngày ngày 23 nha. Ngày qua là 26. Mình bán được 41.000 các bạn. Thì bẻ được 40 ký, vậy là bẻ bông như này được cũng được năm mấy ký hả? Thì vàng ớt bữa nay nói chung là cũng tạm tạm mà. Đỡ rồi. Nói chung là nó cũng có trái có bông, còn đậu cũng là gai liu riu. Nó vàng thì nói chung là ít thôi, không thấy luôn. 2 cây có khi là không không có luôn các bạn. Thì hôm gậy một nắng này bỏ chỉ các bạn. Sâu như bỏ chỉ. Bữa đó xịt sâu chết không? Không mấy luôn, không phơi với nó, không phơi luôn. Để kiếm dòng khác nữa cũng còn sót là giờ không không cái quánh thêm sữa nữa. tại vì bá mới rồi thời tiết lạnh mùa sương cái nhiệt độ thấp á, Sâu dưới ấy nhiều bướm nó nở quá nở. Kêu người ra dây cái mấy kia đây là có bóp tẻ rồi lấy gì có sâu. Chiều nay 5 ngày là bắt đầu đang thu hoạch nha bạn. Chiều nay phun thêm cho nó. Dạng trái thì nói chung là tạm cho 2 cái hàng bệnh nó tiêu ra. Hàng này phải không? Hàng kia hả? Quên rồi. Đó đó. Bữa nay nó cũng lên tới rồi, nó cũng lên chơi xích rồi đó. Đây phải không? Ở đó với cái bên kia đó. Đó, thì 2 hàng bệnh mà đợt trước mình còn cái cọng không nè bạn. Bữa nay thì nó được gì nữa nha. Trái bỗng thì nói chung là hơi khô quá, đất của anh mình thì nó hơi liếp thì nó hơi cao hơi khô ha. Khô thì hiện dưa tại ông anh mình bé thì đang chiều nay mới vô đang nước bón phân luôn nè cả nhà. Đây là phân còn này mới dài, thì công thì ăn luôn nè. công thì ông anh mình cống dung bao nha bạn. Bữa đó thì 2 hàng ngày đến đó mình lũi còn cây không này lên alo vậy gì là đỡ lắm nha. Không biết, để tôi hỏi chị mình coi coi. Bữa nay trái chín gì nữa gì đẹp nha. Cái này của tăng nhập thập, tăng nhập thập này thì nó trái nó không 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 bằng cái hả? Không bằng của nông hội chứ chắc hả? Không là nông hội. Rồi để làm lên mình quay cái dòng cái của nông hội cho cả nhà xem nha cả nhà. Nông hội đu trái dài hơn. Cái này của tăng nhập thành nè. Thì dạng trái thì nó cũng là tạm nha cả nhà. Thì mẹ được hay cử cử bé bông với cử ngày qua bé ngày qua không không điện mình chơi chơi kỳ điện vô quay mấy cử đầu tiên rồi được mẹ anh nó hỏi cái gió kỳ ngày sau có đưa đẩy cho nó không có gì không thì nó cũng trắng trắng cái này vậy hai mấy giờ đi ra chắc chưa nắng cũng chói ha. Để tôi điện cho nó. Dần ớt này nói chung là cao ha, cái phần dưới này mình giải trên thằng 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 con luôn. Đi trước đi, được chưa? Thì lát mình lên trên giống này thì giống tăng hình thành nha bạn. Lên trên sẽ quay cái giống không bỏ cho các bạn xem thì trái nó sẽ hơn cái này không ta. Thì dùng nhập xem tham khảo. Kính kêu ông ra bể bông hú mình tiếng. Ông bé qua thấy trái chín nộp bẻ
tính bữa nay mới bẻ mà bẻ tính ấy rồi đang bẻ rồi vô sẵn bẻ đi. Bữa nay cũng có chín rồi. Nó nói kêu mày vô coi coi, nói cà ta trả 13.000 đó ngoài chợ á, mà cà ta là đẹp lắm, cà đẹp hơn cạn lại nhiều lắm. Coi coi coi. Vậy hả? Tại vì nó không có được đâu, chừng chừng bọc hay bọc à. Vì nó còn có những con chùm chùm cái tốt tốt đó. Đỡ đỡ mà không chút. Vậy đi. Sống qua ngày được. Nãy giờ thì các bạn quay vòng vòng bây giờ các bạn đâu thấy vụ mà vàng vàng. Vàng. Thì giờ ăn đợt trái này đi rồi tính tiếp. Bạn nó cũng chín rồi nè. Nó bẻ hồi nó chín rồi. Thì mới uống bữa rồi chín rồi. Chín nhiều. Này quá, xấu xấu rồi mà nó nói chung là mấy cái công dưới này là chùi lũi hết trơn mà lên bữa nay nó hung rồi đó. Cái clip gạch bữa nay này nó cũng sung lắm nha. Clip này nãy nay nó hỏi hả? Hỏi này, mấy clip nó hỏi này mà cái trái nó cũng nhiều, trái nó cũng im ha. Này cái trái nè được hơn của mình thấy tại của mình nó rớt mà đợt đó nó rớt mà ngoài đây cũng bữa nay cũng được nha cả nhà, trồng ớt 2 tháng mấy mà chưa bịt luôn. Đồng bữa nay vậy là hên lắm, đây vậy là hên, cầm cự là hên lắm ha. Đồng hổm cỏ là không thấy ớt mà. Này trái này của nông hội nha các bạn, trái thì nó được hơn của Nghiệp Thành chắc là do nhiều yếu tố mà là mình cũng chưa có đây. Trái nó dài hơn kia quá. Dài hơn. Hơn của Tăng Thành. Với nó dễ đậu đậu trái hơn. Gan hơn hả? Kháng bệnh hơn. Thế là khúc này là Tăng Thành không hả? Từ đây đổ ra, từ clip này đổ về ngoài là nông hội. Nông hội không ha. Từ đây đổ lên là Tăng Thành. Hai giống khác nhau. Nhưng trái này thấy nó dài nè. Cuốn nó dài. Cũng đậu cũng má ơi nè anh. Nè thì nó có bởi vậy nó lên là nó đậu, lên là nó đậu nè. Nó đi cái đọt nó dễ đậu hơn kia, dễ đậu hơn Tăng Cao Tạnh đó. Ít vớt vớt trái hơn. Thì hình đồng vừa cho cái nhà xem. Cùi cùi bữa nay nó cũng sâu thì thấy cũng đâu có nhiều đâu anh. Bên này nó ít, bên nước này già này chắc là ít mà bên nước tơ nhiều. À, nước tơ đó hả? Nước tơ vàng lá nó cũ hơn. Rồi, đó cũng không trúng hơn ai mà cũng đỡ 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 hơn mấy người kia. Trái. Trái cũng bự bự không quá. Tàu ra ngoài kia nó có chỗ tốt, trái còn dữ. Hai thằng bè gặp muốn hả? Bởi thằng này mà yếu yếu tàn là chứ thằng này là tàn tàn mà cao là trái. Nó nói thôi mày bán cho người ta đi, bữa nay hơi sọc tư. Thì kệ nó đi, ấy ít ít đem ngoài bán cho con kia đi. Này chín là rai nữa nè, chắc bữa với hai nữa bẻ nữa rồi. 3 bữa các bạn nè. 3 bữa hả? Đồ trái mâm nó cũng dài hơn kia nè. Thấy trái nó dài hơn nè. Được, bởi trái nó đồng đều hơn cái kia. Thì gây không? Đậu mà đạt quá, Đà Lạt cũng chết muốn hết rồi đó Đà Lạt. Nè ha. Đó, trái thấy dài, cuốn dài. Giờ mọi nhìn cái cuốn đẹp luôn. Nó đầu nó hơi quéo là bị mình nặng ba chỉ hổm đó, sượng với thiếu phần. Giờ bên này chút nữa quay ớt nhỏ các bạn, giờ quay ớt lớn chứ đi dọc ra kia rồi. Bên này trên nặng ba chỉ nhưng mà nổ quy da vẫn đầu điếu đầu xịt cầm chân nó với xịt quá nó cũng nóng cũng dột cái mồ. Xịt nhiều quá nóng cháy vàng vàng đọt luôn. Chiều nay nó vung nó cái nữa. Thì cái ớt này có nhiêu ăn nhiêu đi. Kêu giải trên clip thì được. Không gà giải dưới gỏng xanh gỏng trang mà không ăn lên nổi, bị đất trên chai quá. Tứ lên mới được má ơi. Lấy cái máy phun lên hay gì? Tạt tay lên. Tại sao? Lấy máy tạt tay, bên này thì tứ còn bên này tạt tay. Từ từ. Chút quay này. Bữa nào ông đánh nhiều ông bù à? Ừ. Chết
trái bự chích á. Chích là dai nó có. Thấy bữa nay được được không? Có hổm nhìn còi. Bữa nay thấy ngoài đây vàng vàng là si hay gì trời. Vậy. Thiếu phân, thiếu phân. Thiếu phân chứ phải bị vàng đậu phải không? Không. Tưởng nó cũng vàng đậu chứ. Thiếu phân thôi. Nó ở dưới nó ăn lên không nổi, clip này ở dưới nó lên mặt nổi vì cá mặt quá hóc. Đây là muốn này các bạn. Để vô nước cái tạt lên mới được. Đây không phải vàng đậu hay là vàng này do thiếu phân. Rồi mà đây cũng em ha. Thấy không, hổm nhìn vô nhìn chó quắc không. Đôi này nhờ nó cái clip nó bự nè. Nó bự nó mát nó không hóc như kia. Hóc bằng clip nhỏ. Kinh nghiệm thì sang năm mình làm clip bự đi nè. Ba hàng cũng được, coi cái vàng trái nè, ba hàng bốn hàng cũng được phải không? Ừ. Bốn hàng thì nhập đôi lại quánh bốn hàng. Ừ. Đôi lại đi đầu hai bên này đầu sâu xuống dục lại chính giữa lại. Ừ. Còn không cho nó phá ủi giữa lại cuối hàng hóa lại thôi gì dít đấy được rồi phá làm gì. Vít này dục lên chính giữa rồi băng sửa mặt lại giống vậy nè. Ừ. Là nói bữa cái này nhìn thấy nó nhìn nó im hơn không? Dưới bớt nhỏ mình cũng thấy nó cũng mát. Ừ. Không? Nó đi mau hơn kia bị khùng. Rồi thấy 4 clip 4 hàng này cũng ok. Bữa hổm nhìn nó còi ghê không? Thì có hàng gì là mới mình có kinh nghiệm để mình làm cái clip lợn các bạn. Thấy hàng ở đây thì trúng chung lượt mà. Ừ. Có thấy. Cái đầu trái nè, đầu trái nó mâm nó vẫn dài, vẫn dài hơn tăng thành. Ừ. Đây là nông hội nha các bạn. Thì nó đỡ hơn cái vụ mà clip đôi nha các bạn. Do mặt đất mình mới làm á nên là nó quá cái được nổi. Thì ba cái ly hàng này là của nông hội mình lên clip thấy ba hàng này thấy nó ok hơn hai clip ha. Mặt đất nó cũng im nữa nè. Phát hơn, thấy nó phát hơn, nó im hơn. Nó giữ ẩm được nó không khô. Ừ. Còn kia vậy thấy vậy quá hóc kia nó khô. Đất mới các bạn. Nó hóc quá nên là giữ độ ẩm không được. Thắt ớt à. Kinh nghiệm các bạn có lên clip thì lên bốn đôi và ba đôi ha, ba hàng ha. Trái nha. Đây là kinh nghiệm nè, các bạn thấy nó đây là ba hàng mà thấy nó xanh hơn đúng hai hàng. Trồng cũng dễ ấy nè, đâu quá con ta đọc mẫn hơn kia. Nhưng em mà bởi vì vô nhìn thấy hai hàng trong đó là với ba hàng này là thấy khác biệt liền ha. Khác liền. Này nó ăn phân trộn vẹn hơn. Ừ. Còn đó giải trên này thấy nó ấy hơn nè. Bởi vậy rộng lâu quá ăn từ từ, còn đó nó ăn yếu xìu là vì cái mặt trên nó chai quá nó không lấy lên nữa nổi. Giải nó ra không nổi yếu xìu. Đây là dòng dòng ở cái trên các bạn. Thì cho các bạn xem ở cung anh mình. Thì mấy cái vàng vàng này là do nó thiếu phân thiếu nước nha bạn, chứ không phải là do cái vàng đầu nha. Vàng đầu mà nó không phải. Cái cây đó trồng cạn ở trên cái mấy đất đầu bực đất dít lên đúng không? Ừ. Sớ ra bể hết. Nói chung thì vàng ớt này cũng tạm nghe cả nhà, cũng được được. Trái như vậy vàng nước đá không? Giải còn phân nhiều không? Dạ. Giải phân thôi, giải phân còn nhiều không? Được rồi chưa? Còn vô đó mấy clip nữa rồi. Đi vòng vòng không? Gánh không? Còn giờ còn bờ ba công nữa kìa. Ớt nhỏ hả? Ừ. Giải luôn hả? Giải luôn ớt nhỏ luôn nữa kìa. Đừng đâu gánh đi vòng. Đi ớt tâm thăm, ớt tâm thử coi. Làm năng chiều nay đừng mà xịt đây nè. Tứ quả ớt nhỏ mà chưa tứ kịp, ngày nay chưa tứ ngày mai mới tứ kịp. Giải ngày nay ngày mai mới tứ. Ở đây có cây vàng đầu cái gì mới gọi là vàng đầu. Cái này bụi vàng nè, thấy có một bụi thôi kệ nó. Đang bụi nữa nè. Đây có gì mới gọi là vàng đầu, còn mấy kia nó vàng lá, nó là thiếu vi lượng, thiếu dinh dưỡng các bạn. Thấy nó tốt rồi kệ nó đi, để cho có màu mè luôn. Cũng nên thăng đâu ba ơi. Để coi mẹ thử coi kích mấy cái kia coi như sao. Coi thử coi. Vàng như chứ mùa gọi của. Ở ngoài kia thấy cũng vàng nhiều quá. Mùa gọi của người ta là không vàng vàng trái ghê không? Mùa gọi ớt liệt ớt già đó. Ừ. Vàng vàng trái. Không, nhìn thấy clip này là thấy nó giữ ẩm được cái ớt phát hơn, phân giải nó cũng ăn nó cũng lấy hơn. Đôi thì nó do clip mới nên là xì các bạn thấy đó, nó nhỏ lụt lụt. Nắng khô quá, hóc quá. Giờ ớt này được cái là nó không có vàng đầu.
rất là ít, hạn chế rất là nhiều. Còn mấy đám kia thì nó bị rất là nhiều. Cho cả nhà mình xem tham khảo ha. Em mình có cái gì chiêu thức hay là kỹ thuật nào hay hay thì bình luận bên dưới nha các bạn. Đúng, xin em trao đổi kinh nghiệm với nha. Xịt nó để cái cần ở chỗ đó rồi giật máy nó hụ cái chân mấy bữa cho đó chảy luôn. Ừ. Bên đây thì cái mú. Nhưng mà hàng ganh thì nó cháy cũng ok lắm. Ganh thì khỏi nói rồi. Đâu, cháy súng. Bành bành không? Phải được như vậy không quá em lo quá. Nói chung vậy cũng được rồi, mình để mắc cái này được kia sao rút kinh nghiệm lại nữa, mắc cái kia được cái nọ. Năm nay ba cái đất xử lý ba nó ba đất cũng công thắt dù cỏ đó, hai công của Tăng Hịch Thành và hai công của nông hội sử dụng. Thì giai đoạn này thì ông anh mình đã bắt đầu sử dụng bên hóa học kèm hóa học theo các bạn. Tại xịt cỏ nhiều quá nó nóng nóng à, ngừng nói chung là cũng vẫn sử dụng của nông Duy Phát mà kết hợp thêm hóa học nữa. Ba cứ xịt cỏ đó. Thì, cỏ thì cháy. Cỏ thì quá nhiều. Xịt quá nhiều nó chai ớt luôn. Nói chung là xịt tới xịt lui hoài nên là nói chung là cũng sượng các bạn. Gửi nó ra không được, nó sượng ha. Thì các bạn chia sẻ cả nhà thì cũng được vẽ được cũng mấy năm chục ký rồi các bạn. Bắt đầu cũng chín lai gai nữa nè, mới vẽ ngang qua bữa nay thì chín lai gai nè, bữa với hai nữa có thể vẽ nữa. Thì có vẽ thì mình có ra thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Nói chung vẽ bông này thì cũng nhiều đúng không ạ. Dạng ớt này trái thì nó cũng tạm được, ăn hết dạng trái này đi rồi để mình kịch được phục hồi coi như thế nào rồi chia sẻ cho các bạn tiếp nha. Cái hay cả nhà nào mà có cái biện pháp nào mà cho nó ăn cổ hai á, cho nó im thì các bạn chia sẻ lên á, vì cho mọi người cùng tham khảo cũng như mình cũng hỏi các bạn. Mong là các bạn mình chia sẻ để bà con cũng như dân mình cho xem video trên cái kênh em á, thì học hỏi á, thì ăn hết dạng trái này mình sẽ coi cái biện pháp nào hay rồi anh em mình xài trước chia sẻ giúp mọi người tham khảo ha, áp dụng để mình xử lý cái dàn cổ hai này ra cho nó đạt nha các bạn. Rồi cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và trải nghiệm cuộc sống các bạn. Rồi chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo ha. Bánh được khoăn này thì nó nhóm rồi, khoăn này nó ăn được khoăn này thì nó phải